Chào các em, cô lại tiếp tục chuỗi series những câu hỏi khó và dễ nhầm. Cô cũng đã nhận được rất là nhiều phản hồi và đó là những ý kiến khác nhau của các bạn. Câu nói quen thuộc là đúng là khó và dễ nhầm thật. Vì vậy mà cô mới chọn lọc những cái câu hỏi đó để chia sẻ với các em. Hôm nay cô sẽ lại đăng lên để giải đáp cho các em hai câu hỏi, câu 5 và câu 6 nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu 5. Nhớ cho cô là gì? Luyện đề với cô Hương nhớ nhá. Là gì? Chúng ta có hai cái kỹ năng rất cơ bản. Thứ nhất đấy là các em phải khoanh tròn vào những cái mốc thời gian. Và thứ hai đấy là các em phải xác định đúng từ khóa. Cứ xác định đúng từ khóa và đủ từ khóa thì các em sẽ ra được đáp án đúng. Nhưng trên cơ sở đó chúng ta phải có nền kiến thức rồi cơ. Thì chúng ta mới bắt đầu với những kỹ năng đó để chúng ta không còn sai nữa. Vậy với câu 5 này chúng ta sẽ làm như thế nào đây các bạn? Đầu tiên đấy là chúng ta cứ khoanh tròn mốc thời gian cho cô đã nhá. Với cái mốc thời gian nào các bạn, với mốc thời gian các em sẽ phải khoanh tròn nó lại đây là năm 1965 và năm 1961 và năm 1965. Chúng ta đang nói đến cái kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc. Được chưa? Và ở đây chính là những cái thành tựu đạt được đấy trong cái kế hoạch này. Trong kế hoạch này và cái từ tiếp theo, từ khóa tiếp theo mà chúng ta phải gạch chân đấy, đấy là từ ý nghĩa. Đấy, ý nghĩa của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Và một từ khóa cuối cùng rất quan trọng nữa. Khi cô nói như thế này là các bạn sẽ biết ngay được đáp án rồi. Nhưng nếu các em không xác định được từ khóa cuối cùng này thì sẽ cho ra đáp án nhầm. Đáp án nhầm. Đấy là từ đối với miền Bắc. Đối với miền Bắc nhớ nhá, vậy là thành tựu này nhưng lại phải là thành tựu đối với miền Bắc. Vậy những cái câu hỏi, những cái câu trả lời mà các em đã cô đã nhận được, cô đã đọc hết rồi, thế thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Có những bạn dùng phương án D cho cô. Phương án D là sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng, đây sẽ là nguyên nhân của những thành tựu, được chưa? Đây sẽ là nguyên nhân mà miền Bắc đạt được những thành tựu đó là gì? Đấy là do sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, nguyên nhân nhá. Nhưng người ta hỏi cái gì các em? Người ta sẽ hỏi ý nghĩa cơ. Vậy đáp án D này không phải đáp án chính xác. Rồi tiếp theo là gì ạ? Câu C là gì? Đã xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Cái từ đã này thuộc từ quá khứ đấy, như trong tiếng Anh em học đấy, đúng không? Cái từ này thì cho các em lựa chọn và các em phải biết được, em phải nhận ra được rằng đây chính là phương án gạch chân đấy là sai, bởi vì chúng ta chưa xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội đâu, mà chúng ta mới bước đầu xây dựng được thôi, chứ còn là chưa xây được hết đâu nhá. Để xây được hết là cả một quá trình, đúng không? Bác Hồ nói là gì? Đây là quá trình chiến đấu với những cái gì cũ kỹ hư hỏng để xây dựng những cái mới mẻ tốt tươi, nên là cần thời gian và cần sự đoàn kết của nhân dân là như thế đó. Thứ đáp án B là trở thành hậu phương vững chắc cho miền Nam. Đấy, có cái từ miền Nam này có đúng không? Có nghĩa là những cái thành tựu mà miền Bắc đạt được có để cho miền Bắc giữ được cái vai trò hậu phương vững chắc cho miền Nam. Nhưng mà từ khóa của cô là đối với miền Bắc cơ mà. Nên là cái từ miền Nam này sẽ cho các em gạch chân nó ngay cho cô. À gạch khéo, bởi vì nó là phương án sai, đó là phương án sai, nó là từ khóa sai, vì ta đang so với miền Bắc. Vậy vậy đáp án đúng của cô sẽ phải là đáp án A, đúng không? Nó sẽ phải là đáp án A, đấy là làm thay đổi bộ mặt xã hội của miền Bắc, thay đổi bộ mặt xã hội của miền Bắc. Đấy, những cái thành tựu đó sẽ làm thay đổi bộ mặt xã hội của miền Bắc các em nhé. Nên là trong một cái cuộc họp để tổng kết vào năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã nói những thành tựu của miền Bắc trong 10 năm, và từ năm 4 cho đến năm 64 nói chung, và trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm này đấy, thì đã thay đổi bộ mặt xã hội của miền Bắc. Miền Bắc đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử, đất trời và con người đều đổi mới các em ạ. Đấy thì đó là thành tựu có ý nghĩa đối với miền Bắc
nhá, đối với miền Bắc. Câu thứ 6, câu 6. Chúng ta đang nói về chiến tranh đặc biệt. Đấy, nhưng lại chỉ là một nội dung của chiến tranh đặc biệt này thôi. Đấy, nên là các em cũng sẽ bình tĩnh để các em từng bước một các em xác định cho cô. Đầu tiên chúng ta sẽ khoanh tròn vào năm 1961, năm 1965. Đây chính là cái năm mà chúng ta có cái chiến lược chiến tranh đặc biệt. Mỹ nó thực hiện chiến tranh đặc biệt ở miền Nam và nhân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược này. Và trong quá trình chiến đấu chúng ta có những cái kết quả đạt được trên mặt trận quân sự này, trên mặt trận chính trị và một cái nội dung nữa đấy là trên mặt trận chống phá ấp chiến lược. Thế thì đây là một nội dung thôi trong cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam. Đấy là gì ạ? Cuộc đấu tranh chống phá ấp chiến lược. Và người ta hỏi rằng là kết quả của nó, được chưa? Kết quả của cuộc đấu tranh chống phá ấp chiến lược và tất nhiên là của nhân dân miền Nam rồi. Đấy, đây là hai cái từ khóa quan trọng của cô là chúng ta tìm ra kết quả, chúng ta tìm kết quả. Thế thì câu A, nhân dân miền Nam quyết bám đất bám làng một tấc không đi một ly không rời. Đây là cái nội dung của cái cuộc đấu tranh chống phá ấp chiến lược của nhân dân miền Nam nhá. Đáp án là ấy, được chưa? Đáp án tiếp theo cô nói tiếp theo này, đấy là gì? Có những bạn là chọn phương án D. Đó, bạn chọn phương án D. Đến năm 1965, kế hoạch xây dựng ấp chiến lược của Mỹ bị phá sản hoàn toàn. Vậy cái từ phá sản hoàn toàn này là từ khóa sai các em nha. Từ khóa sai. Đấy, Mỹ nó chỉ đến năm 6 năm là nó phá sản cái chiến lược chiến tranh đặc biệt này thôi. Thế còn là ấp chiến lược nó có phá sản hoàn toàn được các ấp ở miền Nam không? Không, chúng ta không phá được hoàn toàn. Thậm chí chúng ta nói là sau này là chúng ta kiểm soát được bao nhiêu, địch nó vẫn kiểm soát được bao nhiêu cơ mà. Nên là chúng ta không phá sản được hoàn toàn đâu nhé. Mà chúng ta đang bị nhầm với cái việc là năm 1965 thì chiến lược chiến tranh đặc biệt bị phá sản hoàn toàn. Nhưng cái ấp chiến lược này không bị phá sản hoàn toàn đâu nha. Đấy, thế còn là hai phương án B và C này là hai phương án các bạn chọn nhiều nhất. Bởi vì đúng là nhìn kết quả là chúng ta phải nhìn được cái số lượng, định lượng được kết quả. Thế nhưng mà phương án C mà các bạn chọn ấy, nó đang có một cái chữ mà chúng ta gây nhầm lẫn. Đấy là gì ạ? Cách mạng kiểm soát được trên nửa tổng số ấp với 70% dân số miền Nam. Cái chữ dân số này là từ khóa sai. Đấy, và dễ nhầm lẫn các em nhé. Các em nhé. Đấy, từ này là dân số miền Nam nó bao gồm rất nhiều những cái thành phần, trong đó có cả tiểu tư sản, cả tư sản, đúng không? Rồi là cả công nhân ở các nhà máy tư bản của nó nữa cơ mà. Tư bản miền Nam phát triển rất là mạnh. Đó, thế thì lúc này là nếu như từ khóa là từ dân số thì nó không đúng. Mà ấp chiến lược này chỉ là cái việc là chế độ Mỹ và Diệm sau này là chính quyền Sài Gòn nói chung nó lập ra để mà nó kiểm soát nông dân, nó đưa hết nông dân miền Nam vào giống như những cái trại tập trung đó. Đấy, và làm cho nông dân của chúng ta tách khỏi lực lượng cách mạng theo cái kiểu là tát nước bắt cá đó các em nhé. Thế thì cái chữ này là chữ nông dân mới là đúng cơ. Hey, cuối năm 62, cách mạng kiểm soát được trên nửa tổng số ấp với 70% nông dân. Thì đây chính là kết quả của công cuộc chống phá ấp chiến lược. Thế còn là kết quả của mặt trận quân sự, kết quả của mặt trận chính trị, nó còn rất nhiều những cái câu hỏi khác, thậm chí có những câu hỏi rất dễ nhầm lẫn. Cô sẽ hẹn các em gặp lại ở những phần tiếp theo nhé. Nhất là khi mà kháng chiến chống Mỹ đã bắt đầu được học và triển khai trên lớp rồi. Có những bạn thì nói rằng là em chưa học, có những bạn nói rằng là chúng em đã học rồi, thậm chí là học vượt, học nhiều đến tận Mỹ hóa, với Mỹ hóa trở lại rồi cơ. Thế thì tất cả cái hành trình của cuộc kháng chiến chống Mỹ rất là dài. Các em buộc các em phải hiểu được mối quan hệ tương quan giữa hai miền Nam Bắc, rồi phải hiểu được thế nào là phi Mỹ hóa, Mỹ hóa, Mỹ hóa trở lại, rồi là Việt Nam hóa chiến tranh. Cô sẽ gặp các bạn ở những video tiếp theo để chia sẻ với các em tiếp tục những câu hỏi nhầm lẫn.
Đấy. Thế còn bạn nào muốn mà học các kiến thức thì các em có thể đăng ký học cùng với cô Hương nhé. Đấy. Và cô đảm bảo rằng các bạn sẽ không cô đơn trong khóa học của cô và sẽ có thể chinh phục được lịch sử bằng tình yêu và trí tuệ. Chào các em.